Bạn muốn nói rằng Real Madrid, đội bóng hoàng gia, đang bị đối xử bất công á? Đây là điều khiến tôi vô cùng khó chịu với bóng đá ngày nay. Tất cả đều biến thành một dạng như là hội chứng nạn nhân ấy. Như thể cả thế giới đối xử bất công với họ. Xin chào mọi người. Trước tiên thì có lẽ bạn sẽ lướt qua video này với trạng thái rằng mình là một người trẻ thì có gì mà phải nghe đúng không? Nhưng nếu bạn có một chút thời gian để cùng ngồi xuống nghe những góc nhìn của một người trẻ có một Gen Z khi nói về bóng đá thì hãy bắt đầu với mình nhá. Mình hứa là sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Nào, bắt đầu thôi. Ok, và để bắt đầu ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đọc một lá thư chỉ trích Real Madrid để đăng tải trên nhật báo Express. Nói cho mọi người biết thì diễn viên nổi tiếng Hollywood Viggo Mortensen, người mà ai cũng xem chúa tể của những chiếc nhẫn thì biết, và ông cũng là một fan cứng của Real. Tôi đọc một đoạn thôi nha mọi người. Real, sau khi biết đứa con cưng không giành được quả bóng vàng và khi đứa trẻ tức giận, họ tuyên bố không đến lễ trao giải vì không được tôn trọng. Đó là quyết định tồi tệ, thật lòng đấy. Tôi là một người hâm mộ Real, nhưng nếu đội bóng không đi đến nơi thiếu tôn trọng, đó nên là lỗi của đội bóng. Một hành động ngốc nghếch, kiêu ngạo, hả là Madrid, nhưng tôi vô cùng xấu hổ vì đội bóng. Đó, và xong rồi, tôi nói thẳng nhá, tôi từng thấy nhiều hành vi thua cuộc đáng thương trong đời mình, và lần này thì nó lại đến từ Real Madrid. Nhìn lại tiêu đề nhá, quả bóng vàng 2024 là Rodri, nhưng câu chuyện người ta quan tâm lại là Real. Giờ cứ nhắc tới 2024 là người ta sẽ nhớ ngay tới Real. Ngay từ đầu ấy, người ta biết rằng cuộc đua cho giải thưởng này sẽ là giữa Rodri và Vinicius. Có thể Bellingham cũng sẽ có mặt trong cuộc đua nếu anh vô địch Euro, nhưng nếu vậy ấy, thì có lẽ giải thưởng cũng sẽ thuộc về Rodri hoặc Vinicius. Tuy nhiên, Real Madrid đã không có mặt, Vinicius cũng vậy, và sau đó họ đăng tải lên mạng xã hội để phàn nàn rằng họ không muốn tới nơi mà họ không được tôn trọng. Nghe tôi nói này, các bạn từng đi học, có lẽ cũng từng tham gia các buổi biểu diễn tài năng gì đó đúng không? Hãy tưởng tượng đấy như là một buổi biểu diễn tài năng ở trường bạn đi. Có một vài đứa trẻ lên trình diễn này, thể hiện tốt nhất khả năng của mình để giành được giải thưởng lớn. Rồi có một đứa trẻ đã thể hiện khá tốt và một đứa khác cũng không kém. Cả hai đều rất giỏi trong phần thi của mình. Rồi khi đến phần trao giải ấy, người ta nói với một trong số chúng rằng: "Này, cậu không thắng đâu, người thắng là người kia đấy." Và thay vì ở lại đón nhận kết quả, đứa trẻ này lại chạy khỏi tòa nhà, dẫn cả gia đình nó đi theo để không nhìn thấy cảnh người khác nhận thưởng. Nếu bạn chứng kiến một đứa trẻ chạy đi như vậy, gọi cả gia đình nó chạy theo, khóc lóc và gọi đó là sự sỉ nhục và hoàn toàn thiếu tôn trọng với đó, thì bạn sẽ nghĩ sao về đứa trẻ đó? Đó là hành vi của một đứa trẻ thua cuộc đáng thương, và thực sự điều này làm tôi bực mình hơn nhiều so với mức tôi nghĩ. Đó là một sự tôn trọng cơ bản, dù bạn thắng hay thua, bạn cần tôn trọng đồng nghiệp của mình. Có người sẽ bảo rằng Hà Lan cũng không đến lễ trao giải, nhưng Hà Lan vốn đã không có khả năng chiến thắng rồi. Hà Lan có thể đã giành quả bóng vàng năm ngoái bởi vì anh ấy ngang tài ngang sức với Messi cơ. Cá nhân tôi thấy rằng Hà Lan xứng đáng giành giải quả bóng vàng bởi anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời này, phá kỷ lục, giành cú ăn ba. Nhưng khi Messi chiến thắng, Hà Lan vẫn tới tham dự và vẫn thể hiện sự tôn trọng. Ngay cả Robert Lewandowski cũng đã có mặt, vẫn tôn trọng người khác, kể cả khi anh ấy biết mình sẽ không giành giải. Đó là điều bạn phải làm. Và không thể chỉ vì nghe rằng bạn có thể không thắng mà kéo cả đội mình bỏ đi, rồi đổ lỗi cho tất cả mọi người. Hành vi đó là hành vi của một kẻ thua cuộc đáng thương. Điều khiến tôi bực bội nhất là khi lên mạng, tôi thấy nhiều người ủng hộ hành vi này. Xin lỗi, nhưng nếu bạn ủng hộ thì bạn cũng là một kẻ đáng thương nốt. Mọi người nói rằng bạn không nên đến nơi mà mình không được tôn trọng. Nhưng bạn ơi, đây là một buổi lễ trao giải mà, không phải ai cũng giành được giải thưởng. Đó chính là ý nghĩa của nó. Vinicius đã đăng một bài viết nói rằng kiểu như: "Năm sau tôi sẽ cống hiến nhiều gấp 10 lần và sẽ trở lại mạnh mẽ hơn." Ý tưởng đó thì ổn thôi, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu anh ấy nói điều này sau khi đã tham dự buổi lễ. Thành thật mà nói, bạn phải tôn trọng đồng nghiệp của mình, phải có mặt và tham dự. Tôi hẳn sẽ nhận được phản hồi từ một vài fan của Real Madrid nói rằng là Vinicius bị làm bẽ mặt trên truyền hình trực tiếp và bạn lại muốn anh ấy xuất hiện để bị bẽ mặt sao? Việc Real Madrid không xuất hiện là một hành động biểu tình, như để cho thấy họ không chấp nhận sự bất công và mong muốn có sự thay đổi. Bạn muốn nói rằng Real Madrid, đội bóng hoàng gia, đang bị đối xử bất công á? Đây là điều khiến tôi vô cùng khó chịu với bóng đá ngày nay. Tất cả đều biến thành một dạng như là hội chứng nạn nhân ấy. Như thể cả thế giới đối xử bất công với họ. Tôi thậm chí còn thấy người ta nói rằng đây là một vấn đề liên quan đến phân biệt chủng tộc. Thực sự, tôi đã từng nghĩ về vấn đề này và tôi cũng từng ủng hộ Vinicius lên tiếng về cách bóng đá Tây Ban Nha đã đối xử với anh ấy như trong vụ việc xảy ra ở Valencia. Tôi biết Vinicius đã trải qua một sự phân biệt chủng tộc thực sự và anh ấy đã rất mạnh mẽ trong việc đối diện với nó, nhưng đây không phải là điều đấy. Thực tế thì năm nay không có ai nổi bật đến mức vượt trội hơn hẳn những người khác trong cuộc đua giành quả bóng vàng. Thống kê của Vinicius Junior thực ra không phải quá đặc biệt nếu so sánh với nhiều cầu thủ khác. Nếu nhìn vào số bàn thắng và kiến tạo, ngay cả Dominic Solanke cũng có một mùa giải với số liệu tốt hơn. Cầu thủ Jean-Philippe Mateta cũng ghi được nhiều bàn thắng và có nhiều kiến tạo hơn Vinicius trong cùng mùa giải. Vậy nên, chúng ta không thể coi như Vinicius đã có một mùa giải huyền thoại với con số ấn tượng kiểu như 50 bàn thắng chẳng hạn. Anh ấy có khoảng 20-30 bàn thắng và kiến tạo này, điều đó rất đáng nể, không bàn cãi, nhưng nó không phải vượt trội.
Hãy so sánh với Erling Haaland mùa vừa trước. Anh ấy ghi khoảng 50 đến 60 bàn này, giúp Man City giành cú ăn 3 lịch sử. Nhưng khi anh ấy không giành được quả bóng vàng, không có làn sóng chỉ trích nào lên án đó là sự bất công cả. Vậy tại sao khi Vinicius không giành giải lại có người nói rằng đây là một sự xúc phạm? Chúng ta nên công bằng, thật đấy. Đúng là Vinicius đã tỏa sáng trong một số trận đấu lớn, đặc biệt là Champions League, nơi anh ấy đóng góp rất nhiều cho Real Madrid. Nhưng nếu so sánh, Rodri cũng có một mùa giải xuất sắc không kém gì, đóng vai trò không thể thay thế ở cả Man City và đội tuyển Tây Ban Nha. Anh ấy là một nhân tố then chốt giúp Man City giành chức vô địch Premier League và đội tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro. Từ năm 2023 đến nay, Rodri đã giành tới 8 danh hiệu, một thành tích đáng kinh ngạc. Anh ấy cũng hầu như không bỏ lỡ trận nào trừ khi chấn thương. Và số trận mà Rodri thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay cho số gần 80 trận đã ra sân. Điều đó chứng minh anh ấy là nền tảng cho bất kỳ đội bóng nào mà anh ấy thi đấu. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng Rodri thực sự đặc biệt. Nếu bạn đặt Rodri vào bất kỳ đội bóng nào trên thế giới ấy, anh ấy có thể ngay lập tức trở thành trụ cột, một cầu thủ nổi bật nhất và không thể thiếu của đội. Hãy thử tưởng tượng đi, Rodri thi đấu cho Real Madrid này, Barcelona, Liverpool hay bất kỳ đội bóng nào khác, anh ấy chắc chắn sẽ là một phần quan trọng làm thay đổi cục diện đội hình. Khả năng bao quát sân của Rodri này, việc anh ấy tham gia vào tất cả các giai đoạn của trận đấu, từ phòng ngự đến tấn công, là điều mà rất ít cầu thủ trên thế giới có thể làm được. Tôi hoàn toàn hiểu rằng Vinicius là một cầu thủ tài năng với sự bùng nổ và sắc bén của một tiền đạo tầm cỡ, đặc biệt cho các trận cầu lớn. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn giữa Vinicius và Rodri, tôi sẽ chọn Rodri là cầu thủ quan trọng hơn trong một đội bóng. Đơn giản là vì Rodri tham gia vào mọi khía cạnh của trận đấu, từ kiểm soát bóng, chuyền bóng cho đến tạo nhịp độ trận đấu và điều khiển trận đấu, điều mà Vinicius với vai trò tấn công thuần túy không thể làm ở cùng mức độ được. Vậy mà tôi lại thấy nhiều người so sánh trường hợp của Vinicius với trường hợp của Jorginho đứng cao trong bảng xếp hạng quả bóng vàng trước đây. Nhưng so sánh này ấy, hoàn toàn không hợp lý. Jorginho chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp toàn diện của Rodri đâu, với bất kỳ mặt nào của trận đấu. Thêm vào đó, khi nói về đẳng cấp của một cầu thủ giành quả bóng vàng, ta phải xem xét không chỉ thành tích cá nhân mà cả ảnh hưởng của họ đối với đội bóng. Rodri không chỉ là một tiền vệ xuất sắc về khả năng phòng ngự mà còn có kỹ năng hỗ trợ tấn công rất ấn tượng. Nếu bạn cho rằng Jorginho xứng đáng với quả bóng vàng trước đây ấy, thì phải nói rõ rằng anh ấy không bao giờ có được sự toàn diện như Rodri, người có thể vừa tấn công vừa phòng ngự với sự linh hoạt đáng kinh ngạc. Rodri không chỉ dừng lại ở mức là một tiền vệ phòng ngự tốt, anh ấy còn đóng góp lớn trong tấn công, có tầm nhìn chiến thuật và khả năng chuyền bóng cực kỳ xuất sắc. Những phẩm chất này cho phép Rodri không chỉ dừng lại ở vai trò phòng thủ mà còn là một phần quan trọng cho việc tạo ra cơ hội tấn công cơ. Và đây là điều khiến Rodri khác biệt. Trong các khoảnh khắc quan trọng, anh ấy luôn có mặt. Rodri không chỉ có tài năng thiên bẩm mà còn biết cách thể hiện bản thân trong các khoảnh khắc quyết định của trận đấu. Nếu bạn nhìn vào những pha ghi bàn hay kiến tạo của anh ấy, bạn sẽ thấy đó là những pha bóng quan trọng giúp định đoạt trận đấu cho Man City và đội tuyển Tây Ban Nha. Rodri cũng có khả năng lãnh đạo tuyệt vời khi ở trên sân này. Anh ấy không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là một người dẫn dắt, người có thể kiểm soát cả nhịp độ trận đấu và tạo sự yên tâm cho đồng đội. Với Vinicius, đúng là anh ấy có khả năng tạo ra các khoảnh khắc bùng nổ và xuất sắc trong những trận đấu lớn, nhất là Champions League đúng không nào? Không ai phủ nhận điều đó. Nhưng khi bạn so sánh tầm ảnh hưởng và khả năng điều khiển trận đấu, Rodri thực sự vượt trội hơn. Rodri là người bạn có thể đặt vào bất kỳ đội hình nào và anh ấy sẽ trở thành trụ cột, một phần không thể thiếu. Vinicius mặc dù là một tiền đạo tài năng, vẫn phụ thuộc vào những đường truyền và sự phối hợp từ đồng đội để thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Trong khi đấy, Rodri thì tự mình làm chủ nhiều khía cạnh của trận đấu được. Nhiều người sẽ phản đối nói rằng, nếu như vậy thì Jorginho cũng xứng đáng với quả bóng vàng khi giành Champions League và Euro cùng Chelsea và Ý. Nhưng hãy nhìn nhận một cách công bằng đi. Jorginho không có sự ảnh hưởng lớn như Rodri trong vai trò của mình. Rodri là cầu thủ không thể thay thế, một cỗ máy vận hành cả đội bóng, trong khi Jorginho chủ yếu chỉ hỗ trợ phòng ngự và giữ nhịp. Rodri thậm chí còn là một mối đe dọa trong những pha bóng bổng và có thể ghi bàn từ ngoài vòng cấm cơ. Quả bóng vàng thực sự thường được trao cho những cầu thủ có thành tích thi đấu và khả năng định đoạt trận đấu rõ ràng. Và đúng là điều này phụ thuộc nhiều vào việc bạn có giành được những danh hiệu lớn hay không. Đó có lý do vì sao tôi lấy ví dụ về Jude Bellingham. Đội tuyển Anh giành chức vô địch Euro, rất có thể Bellingham sẽ đứng đầu danh sách thay vì Rodri. Cũng tương tự, Vinicius hay Rodri có thể không có khả năng chiến thắng nếu như Bellingham tỏa sáng cho đội hình vô địch Euro của tuyển Anh. Điều này cho thấy rõ ràng quả bóng vàng không chỉ là về cá nhân xuất sắc mà còn về thành công của đội bóng. Các danh hiệu như Champions League này, Euro này, World Cup này luôn đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc quyết định ai sẽ là người chiến thắng. Ví dụ như trong trường hợp của một số cầu thủ, chỉ cần tỏa sáng trong một trận đấu lớn là đã có thể đủ để lọt vào top xếp hạng quả bóng vàng. Như trường hợp của thủ môn Emiliano Martinez khi anh giành giải vì màn trình diễn xuất sắc trong trận chung kết World Cup. Điều đang nói ở đây ấy là không phải ai cũng có thể giành giải, và điều quan trọng nhất là thái độ của bạn khi không chiến thắng. Tại sao không để thể hiện sự tôn trọng cơ bản với đồng nghiệp của mình, chấp nhận kết quả dù có thể nó không theo ý mình? Hãy tưởng tượng đi,
Một trận đấu quyền anh mà trong đó bạn biết mình có thể thua, nhưng thay vì chấp nhận và ở lại để xem ai chiến thắng, bạn lại kéo cả gia đình rời khỏi đấu trường. Điều này không chỉ thiếu tôn trọng mà còn là một hành vi trẻ con, đáng thương. Cá nhân tôi thực sự bực mình với tình trạng hiện nay trong bóng đá, nơi mọi thứ đều bị biến thành hội chứng nạn nhân. Nếu bạn không đạt được điều mình muốn, thì ngay lập tức có người lên tiếng nói rằng có một âm mưu nào đó chống lại bạn hoặc đội của bạn. Tóm lại, tôi nghĩ Rodri hoàn toàn xứng đáng giành quả bóng vàng. Cả Vinicius cũng là một cầu thủ giỏi, nhưng việc anh và cả đội Real Madrid quyết định không tham dự buổi lễ là một điều thật đáng thất vọng. Việc không tôn trọng đồng nghiệp cũng như toàn bộ cộng đồng bóng đá để lại một dấu ấn rất xấu cho Real Madrid và cho chính Vinicius Junior.